Kinh Các Pháp Vốn Không Quyển Trung. Bây giờ đồng chân mạng thù thế lợi liền bạch Phật, nói rằng nghiệp chướng trong sạch. Bạch Thế Tôn, vậy Bồ Tát làm thế nào để nghiệp chướng sẽ trong sạch? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, nếu Bồ Tát nào thấy các pháp là không nghiệp không báo, thì Bồ Tát đó đang đến với nghiệp chướng trong sạch. Lại nữa mày, mạng thù thế lợi, nếu có Bồ Tát nào đối với dục tế mà thấy như thật tế, thì người đó sẽ đến với nghiệp chướng trong sạch. Đối với sân tế si tế tức thấy thực tế, người đó sẽ đến với nghiệp chướng trong sạch. Lời nữa này, mạng thù thế lợi, nếu Bồ Tát nào thấy các chúng sinh tức cõi niết bàn, vị ấy sẽ đạt đến nghiệp chướng trong sạch. Vì sao? Này mạng thù thế lợi, vì người kia có cái nhìn tùy thuận về nghiệp chướng nên được trong sạch. Này mạng thù thế lợi, do có bốn tâm điên đảo, chúng sinh không thể nhìn thấy một cách như thật, vì bốn tánh đế không thể vượt qua được sự lưu chuyển không thật. Nghe Phật nói vậy, mà thù thế lợi bạch: Theo như lời Thế Tôn nói, vậy tại sao chúng sinh có được sự hiểu biết mà lại không thể vượt qua được dòng lưu chuyển? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, vì dính mắc vào ta, vào cái ta có, nên chúng sinh không thể vượt qua được dòng lưu chuyển. Vì sao? Này mạng thù thế lợi, hễ ai thấy mình người thì người ấy có nghiệp hạnh. Mạng thù thế lợi, hàng chúng sinh phàm phu thấp kém, do không nghe nên không biết các pháp rốt ráo diệt độ, họ thấy được có mình và người. Khi thấy vậy, chúng sinh này lại gây ra ba nghiệp về thân, miệng và ý. Đối với sự không có, họ lại nắm chặt là có, rồi phân biệt có tham của ta, sân của ta, si của ta. Như được xuất gia trong giáo pháp của Như Lai, họ lại nghĩ ta đủ giới, ta tịnh hạnh, ta đương vượt qua sự lưu chuyển, ta đương đắc niết bàn, ta đương giải thoát khổ. Rồi họ lại phân biệt pháp này tốt, pháp này xấu, pháp này nhơ, pháp này không nhơ, pháp này biết, pháp này dứt, pháp này chứng, pháp này tu. Đó gọi là khổ nên biết, tập nên đoạn, diệt nên chứng, đạo nên tu. Họ lại phân biệt các hành là vô thường, các hành là khổ, các hành là sự thiêu đốt, ta nên ra khỏi các hành. Khi khởi lên sự xem xét kỹ như vậy rồi, họ liền có sự nhàm chán, không buông bỏ đối với sự tưởng niệm hòa hợp. Tướng này thực hành trước, họ liền nghĩ khổ này nên biết, nếu các pháp này là những pháp nên biết, họ lại nghĩ ta nên đoạn tập. Đối với các pháp, họ xấu khổ, nhàm chán, sợ hãi, nên họ nghĩ tập này nên đoạn. Nếu các pháp này là pháp xấu, khổ, nhàm chán, họ liền nghĩ diệt nên chấn, đạo nên tu. Pháp này đã phân biệt, lại biết đến diệt, họ nghĩ đây chính là diệt, diệt này nên chấn. Nếu các pháp đấy là những pháp nên chứng, họ lại nghĩ ta nên tu đạo. Họ liền một mình đến nơi vắng vẻ, suy nghĩ các pháp, đạt được sự thiền định, diệt trừ mọi lo nghĩ. Vì đạt được sự thiền định đối với các pháp, tâm họ tự nhiên mở bày, thấm mát, trở lại sinh tâm xấu hổ, không vui vẻ. Họ lại nghĩ ta thoát các khổ, đối với những điều ở trên không phải ta đã làm. Ta tự gọi là A-la-hán, tạo ra cái biết như vậy rồi. Khi sắp chết, họ thấy được nơi họ thọ sinh. Liền có sự nghi hoặc, ý không chánh đáng đối với Phật Bồ Đề. Bởi tâm họ đã đọa nên nghi hoặc ấy, nên khi chết đi, họ liền bị rơi vào các địa ngục lớn. Vì sao? Vì rơi vào sự phân biệt đối với các pháp vô sinh, nên mới có tâm phá hại đối với Phật Bồ Đề. Bây giờ đồng chân mạng thù thế lợi là bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao nên thấy bốn thánh đế? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, nếu thấy các hành là không sinh, họ liền biết khổ. Nếu thấy các hành không khởi, họ liền đoạn tập. Nếu thấy các pháp rốt ráo niết bàn, họ liền chứng diệt. Nếu thấy các pháp không có, họ liền tu đạo. Mạng thù thế lợi, nếu thấy bốn thánh đế như vậy, họ sẽ không có sự phân biệt pháp này tốt, pháp này xấu, pháp này nên biết, pháp này nên dứt, pháp này nên chứng, pháp này nên tu. Đó gọi là khổ nên biết, tập nên đoạn, diệt nên chứng và đạo nên tu. Tại sao? Như các pháp, như các phàm phu thấp kém, đắm nơi dạng si, thấy các pháp kia, trong đó không sinh, không có, không thật, phân biệt, bị trói buộc. Khi thấy như vậy rồi, họ không có giữ hay bỏ đối với các pháp, thấy các dục sân si đều như tự tánh của hư không. Đối với ba cõi, họ không còn có sự dính mắc. Đối với ba cõi, họ thấy không sinh, họ thấy ba cõi như huyễn, như mộng, như âm vang, như hình bóng. Đối với pháp tốt xấu, họ thấy như tia lửa sáng, họ thấy cõi dục tức cõi niết bàn, thấy cõi sân giận tức cõi niết bàn, thấy cõi ngu si tức cõi niết bàn. Thấy tự tánh các pháp như vậy, họ liền xa liền mọi sự yêu ghét
đối với các chúng sinh. Vì sao? Vì đối với các pháp, họ không còn thấy có yêu có ghét, tâm họ ngang bằng như hư không, cũng không thấy Phật cùng pháp A Tăng. Bởi không thấy các pháp nên họ không thể sinh mối nghi đối với các pháp. Khi đã không còn nghi liền không có sự nắm bắt, đã không có sự nắm bắt liền không có sinh, đó chính là niết bàn. Này mạng thù thế loại, thượng tọa tu phù đế biết pháp như vậy nên không đến lễ dưới chân Như Lai. Sao vậy? Chính thân của mình ông ta còn không thấy huống nữa là thân Như Lai, hoàn toàn không có chuyện đó. Khi ấy đồng chân mạng thù thế loại đã bạch Phật và Thế Tôn, vì sao phải thay bốn niệm xứ? Phật đáp: Này mạng thù thế loại, vào đời Vị Lai có một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo này tùy thuận xem xét thân ngay trong thân không sạch, đó gọi là niệm xứ. Tùy thuận quán thọ ngay trong thọ sinh diệt, đó gọi là niệm xứ. Thấy tâm chính là pháp sinh diệt. Tùy thuận quán tâm ở ngay trong tâm, đó gọi là niệm xứ. Vị tỳ kheo ấy nói như vậy có nghĩa là nếu có viên tưởng thì tưởng ấy chẳng phải có, nếu có pháp tưởng thì tưởng ấy cũng chẳng phải có. Như vậy tùy thuận xem xét pháp ngay trong pháp, đó gọi đó là niệm xứ. Nghe Phật nói vậy, đồng chân và thù thế lợi là bạch bạch Thế Tôn, vì sao bốn niệm xứ? Là phải huân đúc tu hành. Phật đáp: Không cần phải vậy. Mạng thù thế loại, đối với những điều Như Lai đã nói, ý rất đặc biệt, ông khó thể biết được. Mạng thù thế loại, bạch Đại Đức Thế Tôn, chỉ nên vì huân tu điểm xứ mà nói. Phật nói: Này mạng thù thế loại, nếu thấy thân mình bình đẳng như hư không, thì tùy thuận mà quán thân điểm xứ ngay trong thân ấy. Mạng thù thế loại, nếu không cảm nhận được trong ngoài hai bên, thì tùy thuận mà quán tọa niệm xứ ngay trong sự cảm nhận đó. Mạng thù thế loại, nếu biết tâm chỉ có tên và lượng, thì tùy thuận mà quán tâm niệm xứ ngay trong tâm ấy. Mạng thù thế loại, nếu không đạt được pháp tốt và pháp xấu, thì tùy thuận mà quán pháp niệm xứ ngay trong pháp ấy. Mạng thù thế loại, như vậy cho nên phải thấy bốn niệm xứ. Mạng thù thế loại lại thưa: Bậc Thế Tôn, tại sao nên thấy tám phần đạo của bậc tánh? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, tôi thấy các pháp đều bình đẳng, không hai, cũng không chia làm hai, đó là chánh kiến. Mạng thù thế lợi, tôi thấy các pháp không phân biệt từng thứ, không phân biệt khắp nơi, và vì không có gì để thấy nên đấy gọi là phân biệt chân chánh. Mạng thù thế lợi, tôi thấy các pháp không thể nói năng, vì nói năng bình đẳng khéo uông đúc sự tu tập nên đấy gọi là chánh ngữ. Mạng thù thế loại, nó thấy các pháp là không tạo tác, không người tạo ra, vì không có người tạo ra nên đấy gọi là chánh nghiệp. Mạng thù thế loại, nó đối với các pháp không nhóm họp, không rời nhau, sinh sống một cách chân chánh, đấy gọi là chánh mạng. Mạng thù thế loại, vì đối với các pháp không khởi, không phát ra việc làm nên đấy gọi là chánh tinh tấn. Mạng thù thế loại, nếu không khởi sự nhớ nghĩ ngay trong các pháp, nghiệp nhớ nghĩ đã lìa, cũng không gây khó khăn cho ý ấy, cho ý đấy là gọi là chánh niệm. Mạng thù thế lợi, nó thấy các pháp bản tánh nhập định, không tán loạn, không dịp theo chuyên, không thể nắm bắt, đấy gọi là chánh định. Mạng thù thế lợi, nó thấy tám phần đạo của bậc thánh như vậy. Mạng thù thế lợi lại thưa: Bà Thế Tôn, vì sao nên thấy năm căn? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, nếu tin các pháp không sinh do bản tánh không sinh nên gọi là tính căn. Mạng thù thế lợi, nếu tâm không theo đuổi các pháp do xa lìa sự nghĩ gần nghĩ xa nên gọi là tinh tấn căn. Mạng thù thế lợi, nếu không khởi ý niệm ngay trong các pháp do lìa tánh theo duyên, niệm không bị trói buộc nên gọi là niệm căn. Mạng thù thế lợi, nếu không nhớ không nghĩ đối với các pháp coi như huyễn không thể nắm bắt, gọi là định căn. Mạng thù thế lợi, nên thấy các pháp lìa sinh, lìa vô trí, bản tánh trống không, thì gọi là tuệ căn. Mạng thù thế lợi, nên thấy năm căn như vậy. Mạng thù thế lợi lại thưa: Bà Thế Tôn, vì sao nên thấy bảy giác Phật? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, nên thấy các pháp không có tự tánh, không khởi lên ý niệm, thì gọi là niệm giác Phật. Mạng thù thế lợi, nếu lựa chọn các pháp rồi mà không nắm bắt được tốt, không tốt hay ở giữa,
do không thành tựu được sự nắm bắt đó nên gọi là trạch pháp giác phần. Mạng thủ thế lợi nếu đối với ba cõi không giữ không bỏ vì biết ý tưởng về cõi sắc giới sẽ hoại nên gọi là tinh tấn giác phần. Mạng thủ thế lợi nó trong các hành không trói buộc nơi cái vui và biết vui không vui sẽ hoại nên gọi là hỷ giác phần. Mạng thủ thế lợi nó trong các pháp tâm này dần nghĩ gọi là chỉ tức giác phần. Mạng thủ thế lợi đã biết tâm không thể nắm bắt được các pháp do theo đó mà hiểu nên gọi là định giác phần. Mạng thủ thế lợi nếu ở trong các pháp không nương tựa, không ở, không chìm đắm, không trói buộc, không thấy các pháp nhưng đạt được sự buông bỏ gọi là xả giác phần. Mạng thủ thế lợi nên thấy bảy giác phần như vậy. Mạng thủ thế lợi nếu ai thấy bốn thánh đế, bốn niệm xứ, tám phần đạo của bậc thánh, năm căn, bảy giác phần như vậy, ta sẽ nói họ là người được độ, gọi là người đã qua bờ bên kia, gọi là người đến được đất liền, gọi là người được sự an ổn, gọi là người được sự không sợ hãi, gọi là người đã sạch bụi trần, người không có gì, người không bị dục quấy nhiễu, không bị chướng ngại, là bậc A-la-hán, người chất sạch các lậu, người làm việc đáng làm, việc cần làm đã hoàn tất, người rời xa gánh nặng, là người được lợi cho mình, người sạch mọi trói buộc, thậm chí gọi là người tâm được tự tại, đạt được sự giải thoát thù thắng, là bậc Sa-môn, là Bà-la-môn. Người có khả năng độ, là người vượt qua lạc đà ca, là người thâu lư đế nghi dạ, là Phật tử, là xà ca tử, là người đạp phá cái gốc, là người tự bỏ tường trào, là người vượt qua tường hào, là người nhổ mũi tên độc, là người xa lìa khổ não, là tỳ kheo, là bậc thánh, là người đầy đủ cờ hiểu. Này mạng thù thế lợi, tỳ kheo nào đầy đủ nhẫn như vậy thì có khả năng bố thí một cách thanh tịnh sẽ được sự cúng dường của các hàng trời người. Thế nên, này mạng thù thế lợi, tỳ kheo nào muốn không hư thực, nơi mà người dân trong nước được đầy đủ, muốn phá sự kiểm soát của ma, muốn vượt qua khỏi sự lưu chuyển, muốn thuận đến niết bàn, muốn giải thoát khổ não, muốn làm người ban ruộng phước sạch cho các hàng chư thiên nhân gian, thì hãy nên siêng năng tu tập tương ưng với pháp này. Khi nghe Phật nói lời này, có 32.000 thiên tử chứng được sự thấy đối với pháp. Những vị thiên tử này tung hoa mạng đà la, hoa maha mạng đà la lên trên Phật rồi nói: Bạch Đại Đức Thế Tôn, nếu như ai nghe được pháp này, người đó sẽ khéo xuất gia trong giáo pháp Như Lai, huống gì nghe rồi còn tin hiểu, làm chuyên như thật mà phụng hành. Bạch Thế Tôn, thậm chí nếu nghe lời nói này, những chúng sinh ấy cũng sẽ không còn tăng thượng mạng. Khi ấy mạng thù thi lợi đại thư: Bạch Đại Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy nói Đà La Ni cứu, vì Đà La Ni này sẽ khiến cho hàng Bồ Tát không vướng mắc vào nơi biện luận, không còn sợ sợ hãi bất cứ một âm thanh nào phát sinh ra các pháp. Ở trong Phật pháp, tinh hiểu các pháp là đạo một tướng. Nghe nói như vậy, Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Mạng Thù Thế Lợi đồng chân: Này Mạng Thù Thế Lợi, về cho nhân duyên này ta sẽ nói pháp môn Ca Lê Cú và Chủng Tử Cú. Vì pháp môn này sẽ khiến cho các hàng Bồ Tát được sự sáng tỏ đối với các pháp, chống đạt được nhẫn trong pháp vô sinh. Ông hãy khéo lắng nghe. Mạng thù thế lợi lại hỏi: Vì sao lại có tên là pháp môn Ca La Cú và Chủng Tử Cú? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, các chúng sinh có tâm thuần nhất là Chủng Tử Cú. Mạng thù thế lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, phía đâu gọi là Chủng Tử Cú? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, các chúng sinh tâm đều không có được sự theo duyên, và vì không thể nắm bắt được nên gọi đấy là Chủng Tử Cú. Mạng thù thế lợi, tâm của chúng sinh đều cùng một lượng, ấy là Chủng Tử Cú. Mạng thù thế lợi tiếp: Bạch Thế Tôn, do đâu gọi là Chủng Tử Cú? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, tâm các chúng sinh như lượng của hư không nhập vào hạnh bình đẳng không dính mắc nên gọi là Chủng Tử Cú. Mạng thù thế lợi, một chúng sinh trong số các chúng sinh kia là Chủng Tử Cú. Mạng thù thế lợi hỏi: Do đâu gọi là Chủng Tử Cú? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, nói các chúng sinh kỳ thực chỉ là một rốt ráo không sinh, xa lìa tên gọi, vì là một là khác không thể nắm bắt nên gọi đây là Chủng Tử Cú. Mạng thù thế lợi, ông muốn hỏi Ca La Cú ư? Mạng thù thế lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, chứ đâu gọi là Ca La Cú? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, muốn không thể lay động đối với tánh pháp giới, vì không trụ, vì không lay động nên bản tánh xa lìa, do vậy đấy gọi là Ca La Cú. Mạng thù thế lợi, sân là kim cương cú. Mạng thù thế lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, chứ đâu gọi là kim cương cú?
Phật đáp: Này Mạn Thù Thế Lợi, sân không thể phá, cũng không thể cắt đứt, như kim cương kia không thể phá, lại không thể dứt. Thật đúng như vậy, này Mạn Thù Thế Lợi, các pháp cùng đều không phá, không cắt đứt, và các việc không thành tựu nên gọi là kim cương cú. Mạn Thù Thế Lợi, si là trí cú. Mạn Thù Thế Lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, do đâu gọi là trí cú? Phật đáp: Này Mạn Thù Thế Lợi, tức là trong trí các pháp thay nhau diệt, xa lìa không trí, như hư không kia chẳng phải trí mới đầy đủ, cũng chẳng phải không trí mới đầy đủ. Thật đúng như vậy, này Mạn Thù Thế Lợi, các pháp chẳng phải trí mới đầy đủ, cũng chẳng phải không trí mới đầy đủ, và trí và không trí cùng là chỗ biết nhau, bản tánh đều vắng lặng nên gọi là trí cú. Mạn Thù Thế Lợi, sắc là kê là cú. Mạn Thù Thế Lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, do đâu gọi là kê là cú? Phật đáp: Này Mạn Thù Thế Lợi, như cửa khuyết của thiên đế không động không lay là bởi do khéo trụ vậy. Thật đúng thế, Mạn Thù Thế Lợi, các pháp trụ nơi pháp giới, vì do không trụ nó cũng không tới không lui, không nắm không bỏ, cũng không có việc làm gì đối với người khác, là do trụ nơi không trụ nên gọi là kê la cú. Mạn Thù Thế Lợi, thọ là tịch tịnh cú. Mạn Thù Thế Lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, do đâu gọi là tịch tịnh cú? Phật đáp: Này Mạn Thù Thế Lợi, bản tánh các thọ là vắng lặng, không trong không ngoài, không phương đông không phương tây, không phương nam không phương bắc, không trên không dưới, không trong mười phương. Mạn Thù Thế Lợi, nếu ưa thọ ở bên trong, chúng sinh chỉ hướng về ưa. Mạn Thù Thế Lợi, nếu khổ thọ ở bên trong, chúng sinh chỉ hướng về khổ. Mạn Thù Thế Lợi, nếu không khổ không ưa thọ ở bên trong, chúng sinh chỉ hướng về si. Mạn Thù Thế Lợi, thế nên các thọ là không trong không ngoài, không phương đông không phương tây, không phương nam không phương bắc, không trên không dưới, không trong mười phương có thể nắm bắt được. Do đó các chúng sinh đều tựa như cỏ cây cùng với tường vách, bản tánh không sinh không diệt nên gọi là tịch tỉnh cú. Mạn Thù Thế Lợi, tưởng là chủng tử cú. Mạn Thù Thế Lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, do đâu gọi là chủng tử cú? Phật đáp: Này Mạn Thù Thế Lợi, phân biệt ý tưởng mà khởi lên là sinh ra không như thật, tướng không quyền tợ như tự tướng của đốm lửa sáng, bản tánh là xa lìa nên gọi là chủng tử cú. Mạn Thù Thế Lợi, hành là chủng tử cú. Mạn Thù Thế Lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, cho đâu gọi là chủng tử cú? Phật đáp: Này Mạn Thù Thế Lợi, những ý tưởng không chánh đáng sinh ra nơi hành động, các số đã xa lìa, vô số vượt hạn số, khác nào như loại cây chuối. Mạn Thù Thế Lợi, như loại cây chuối cuối cùng từ nó không, đó là do không thể nắm bắt, bản tánh không sinh. Thật đúng như vậy, này Mạn Thù Thế Lợi, bản tánh các pháp từ xa lìa tên do đã xa lìa nên gọi là chủng tự cố. Mạn Thù Thế Lợi, tức là chủng tự cố. Mạn Thù Thế Lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, cho đâu gọi là chủng tự cố? Phật đáp: Này Mạn Thù Thế Lợi, thức như tướng huyễn, không sinh không xuất, không không tướng, không tự tánh, không dáng vẻ, giống như hư không dùng năm ngón tay vẽ lên đó vậy nên gọi là chủng tử cú. Mạn Thù Thế Lợi, sắc là chủng tử cú. Mạn Thù Thế Lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, do đâu gọi là chủng tử cú? Phật đáp: Này Mạn Thù Thế Lợi, vì do không sinh các sắc. Mạn Thù Thế Lợi, như ảnh tuy thấy nhưng lại không. Đúng vậy, này Mạn Thù Thế Lợi, các sắc tuy thấy nhưng lại không có, chỉ có con mắt mê hoặc, tâm mê hoặc, sự giả dối và pháp không thật nên gọi là chủng tử cú. Mạn Thù Thế Lợi, thanh là chủng tử cú. Mạn Thù Thế Lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, cho đâu gọi là chủng tử cú? Phật đáp: Này Mạn Thù Thế Lợi, các pháp không có mọi tướng. Mạn Thù Thế Lợi, các thanh không hai, nói năng giống như tiếng vang lên núi nên gọi là chủng tử cú. Mạn Thù Thế Lợi, hương là chủng tử cú. Mạn Thù Thế Lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, cho đâu gọi là chủng tử cú? Phật đáp: Này Mạn Thù Thế Lợi, các pháp không hôi thối, bản tánh chậm lục đồng như hư không, cái hương mà mũi ngửi hôi thối không thể nắm bắt gọi là chủng tử cú. Mạn Thù Thế Lợi, vị là chủng tử cú. Mạn Thù Thế Lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, cho đâu gọi là chủng tử cú? Phật đáp: Này Mạn Thù Thế Lợi, phạm vi của mùi vị là không thể suy nghĩ, mùi vị không thể nhận thức, xa lìa nơi thức, xưa nay tự tánh vốn xa lìa nên gọi là chủng tử cú. Mạn Thù Thế Lợi, xúc là chủng tử cú. Mạn Thù Thế Lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, do đâu gọi là chủng tử cú? Phật đáp:
Này mạng thuộc thể loại các pháp không thể đắm xúc như hư không xa lìa, khéo hoại thân, xúc không khởi tác, xúc tự xa lìa nên gọi đấy là chủng tự cú. Mạng thuộc thể loại pháp là chủng tự cú. Mạng thuộc thể loại hỏi: Bạch Thế Tôn, do đâu gọi là chủng tự cú? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, các pháp không tâm, lìa tâm, tự tánh không thành, lìa danh, lìa tướng, như bản tánh của pháp giới vậy, nên gọi là chủng tự cú. Mạng thù thế lợi, đất là chủng tự cú. Mạng thù thế lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, do đâu gọi là chủng tự cú? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, các pháp không cứng, không mềm, nhưng do giải dối hòa hợp mà người cho là cứng, nên gọi là chủng tự cú. Mạng thù thế lợi, nước là chủng tự cú. Mạng thù thế lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, chứ đâu gọi là chủng tự cú? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, các pháp không ẩm ướt, không tạp, không dơ bẩn như màn ánh sáng của lửa, nên gọi đó là chủng tự cú. Mạng thù thế lợi, hỏa là chủng tự cú. Mạng thù thế lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, chứ đâu gọi là chủng tự cú? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, các pháp không ấm, không nóng, nó vốn lìa bỏ, tự tánh vắng lặng, không thật, không sinh, do điên đảo phân biệt nên gọi đó là chủng tự cú. Mạng thù thế lợi, gió là chủng tự cú. Mạng thù thế lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, do đâu gọi là chủng tự cú? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, các pháp không chích mắt, không ngại, không đi vội, không tự tánh, luồng gió đi qua không lay động, nên gọi là chủng tự cú. Mạng thù thế lợi, Phật là chủng tự cú. Mạng thù thế lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, do đâu gọi là chủng tự cú? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, các pháp không tác giác, không giác, không tùy thuận giác, không đẳng giác, do giác lìa nên gọi là chủng tự cú. Mạng thù thế lợi, pháp là chủng tự cú. Mạng thù thế lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, chứ đâu gọi là chủng tự cú? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, các pháp không đoạn, không phá, lìa đoạn, lìa phá, không danh, không tướng, lìa danh, lìa tướng, cũng không tự tánh, chỉ do lời nói ra mà thôi, nên gọi là chủng tự cú. Mạng thù thế lợi, tăng là kê la cú. Mạng thù thế lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, chứ đâu gọi là kê la cú? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, như ngàn mé của pháp giới, không trụ vào chúng thánh, địa giới phá giới, bình đẳng, định loạn, bình đẳng, trí với không trí, bình đẳng, giải thoát với phiền não, bình đẳng, không có sự an trụ nơi các pháp, không thể nắm bắt được xứ hay phi xứ, nên gọi là kê la cú. Mạng thù thế lợi, cảnh giới của các pháp là kê la cú. Mạng thù thế lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, do đâu gọi đó là kê la cú? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, các pháp như cảnh giới của hư không, không thể suy nghĩ về cảnh giới, các cảnh giới ấy hoàn toàn không có các sự vật, trong ấy hư không cũng đoạn, không thể đạt được, nên gọi là kê la cú. Mạng thù thế lợi, các pháp không theo duyên là kê la cú. Mạng thù thế lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, chứ đâu gọi đó là kê la cú? Này mạng thù thế lợi, các pháp không nơi chỗ, không chỗ dựa nên gọi là kê la cú. Mạng thù thế lợi, các pháp không phá là kê la cú. Mạng thù thế lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, chứ đâu gọi là kê la cú? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, các pháp không thể thấy, do không sắc, không thể thấy nên không thể cắt đứt, không thể phá, không thể nắm bắt, không thể dính mắt, không thể giải thoát nên gọi là kê la cú. Mạng thù thế lợi, các pháp không nắm giữ, không buông bỏ là kê la cú. Mạng thù thế lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, do đâu gọi đó là kê la cú? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, các pháp cùng về, giống như cùng hợp với pháp giới, nó không phát khởi nắm giữ, cũng không buông bỏ, không cầu, không mong, các sự mong cầu đã cắt đứt, bản tánh vắng lặng giống như hư không, nên gọi là kê la cú. Mạng thù thế lợi, các pháp không lỗi là kê la cú. Mạng thù thế lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, do đâu gọi là kê la cú? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, các pháp không bẩn cũng không có được, trong sạch và tỏa sáng, hết sức trong sạch như hư không, tôi đã không thể nắm bắt được, do đó không có lỗi, nên gọi là kê la cú. Mạng thù thế lợi, các pháp không chỗ ở là kê la cú. Mạng thù thế lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, do đâu gọi là kê la cú? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, các pháp không việc gì, vắng lặng, không giữ gìn, nên gọi là kê la cú. Mạng thù thế lợi, các pháp không học là kê la cú. Mạng thù thế lợi hỏi: Bạch Thế Tôn, do đâu gọi là kê la cú? Phật đáp: Này mạng thù thế lợi, các pháp không học, nó không chịu học, không chịu tu, không chịu nghĩ, không chịu nhớ, không chịu ở, không chịu phát, không chịu hành, không chịu cắt đứt,
không chịu chứng, không chịu nói, không chịu hiện rõ, không chịu cầu, không phơi bày tên, không sâu, không cạn, không sinh, không diệt, không sạch, chẳng phải, không sạch, không phân biệt nói, không theo số đông nói, không theo chuyên, không giữ, không cởi, không vứt, không bỏ. Tại sao vậy? Mạng thù tới lợi các pháp đã bỏ, rốt ráo, bản tánh không nắm giữ, thường là buông bỏ. Nó chẳng phải hành động của trí, cũng chẳng phải hành động của vô trí, nên gọi là kê la cú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Kinh Các Pháp 40 quyển trung.